Giới thiệu thực đơn cho bệnh nhân tiểu đường bí đao om. Nguyên liệu chính: bí đao 250g, gia vị, dầu thực vật 9g, muối 5g, rau thơm 5g. Cách chế biến: bí đao gọt vỏ, cắt thành miếng dài, rửa sạch rau thơm, cắt thành đoạn. Sau khi đun nóng xong, cho bí đao vào xào tái. Đến khi chín được gần nửa thì cho thêm nước, đậy vung lại, sau đó cho rau thơm, muối vào là được. Thành phần dinh dưỡng: nhiệt năng 109 khu cổ, protein 1g, mỡ 9g, đường 6g, hương vị, vị thanh vừa miệng, tác dụng tiêu mỡ. An Thảo Đường nâng niu từng vị thuốc, hãy không ngừng chia sẻ bài viết cho nhiều người biết đến. Đó là sự ủng hộ quý giá của quý vị đối với An Thảo Đường.